rồi lại hóa làm một người có thể thuyết pháp ở trong chúng này tuyên dương diệu pháp theo ý các ngươi thì sao? Trong đó thật có người có thể thuyết, có thể nghe và có thể hiểu chăng? Các thiên tử đáp: Dạ không, bạch đại đức. Thiện Hiện nói: Chư thiên tử, như thế đó, vì tất cả pháp đều như biến hóa, nên trong Bát Nhã người nói, người nghe, người hiểu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, như ở trong mộng, mộng thấy có Phật dạy bảo trao truyền cho Bồ Tát Thanh Văn: Theo ý các ngươi thì sao? Trong ấy thật có người có thể nói, có thể nghe và có thể hiểu chăng? Các thiên tử đáp: Dạ không, bạch đại đức. Thiện Hiện nói: Chư thiên tử, như thế đó, vì tất cả pháp đều như mộng, nên trong Bát Nhã người nói, người nghe và người có thể hiểu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, như có hai người ở trong một hang núi, mỗi người ở một bên khen ngợi Phật Pháp Tăng, cùng lúc phát ra tiếng vang. Theo ý các ông thì sao? Hai tiếng vang này có thể nghe nhau và hiểu nhau chăng? Các thiên tử đáp: Dạ không, bạch đại đức. Thiện Hiện nói: Chư thiên tử, như thế đó, vì tất cả pháp đều như tiếng vang, nên trong Bát Nhã người nói, người nghe và người có thể hiểu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở ngã tư đường biến hóa ra bốn chúng và một thân Phật ở trong đó thuyết pháp, theo ý các ông thì sao? Trong ấy thật có người có thể nói, có thể nghe và có thể hiểu chăng? Các thiên tử đáp: Dạ không, bạch đại đức. Thiện Hiện nói: Chư thiên tử, như thế đó, vì tất cả pháp đều như huyễn, nên trong Bát Nhã người nói, người nghe và người có thể hiểu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ thế này: Tôn giả Thiện Hiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tuy lại dùng các thứ phương tiện nói rõ, muốn cho dễ hiểu, nhưng mà ý thú đã thậm thâm lại càng thậm thâm, đã vi tế lại thêm vi tế, khó thể đo lường được. Thiện Hiện biết tâm niệm của họ liền bảo họ: Thiên tử nên biết, sắc chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của sắc chẳng thể nắm bắt được, tánh thậm thâm vi tế của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, nhãn xứ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, sắc xứ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, nhãn giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc đàm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, nhĩ giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, tỷ giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, thiệt giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được.
Thiên tử nên biết, thân giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của thân giới chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, ý giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của ý giới chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, địa giới chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của địa giới chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, thánh đế khổ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, vô minh chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của vô minh chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, cái không nội chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, chân như chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của chân như chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, bố thí ba la mật đa chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, bốn tịnh lự chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, tám giải thoát chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, bốn niệm trụ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, năm loại mắt chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, sáu phép thần thông cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, mười lực của Phật chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng
cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải y tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, pháp không quên mất chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, trí nhất thiết chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, thanh văn thừa chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của thanh văn thừa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, dự lưu chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của dự lưu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, dự lưu hướng, dự lưu quả chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của dự lưu hướng, dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của nhất lai hướng, nhất lai quả cho đến a la hán hướng, a la hán quả cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, độc giác chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Độc giác hướng, độc giác quả cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của độc giác chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của độc giác hướng, độc giác quả cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, Đại Bồ Tát chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của Đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp Đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, bậc cực hỷ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, pháp của bậc cực hỷ chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Pháp của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, bậc phàm phu chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao? Vì tánh thậm thâm vi tế của bậc phàm phu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh thậm thâm vi tế của bậc chủng tánh cho đến bậc như lai cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết, pháp của bậc phàm phu chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Pháp của bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai cũng chẳng phải thậm thâm, chẳng phải vi tế. Vì sao?
Vì tánh thậm thâm vi tế của pháp bậc phàm phu chẳng thể nắm bắt được, vì tánh thậm thâm vi tế của pháp bậc chủng tánh cho đến bậc Như Lai cũng chẳng thể nắm bắt được. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ như vậy: trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết sắc, chẳng thi thiết thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tánh của sắc uẩn vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết nhãn xứ, chẳng thi thiết nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết sắc xứ, chẳng thi thiết thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết nhãn giới, chẳng thi thiết sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết nhĩ giới, chẳng thi thiết thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết tỷ giới, chẳng thi thiết hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của tỷ giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết thiệt giới, chẳng thi thiết vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của thiệt giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết thân giới, chẳng thi thiết xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của thân giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết ý giới, chẳng thi thiết pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của ý giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết địa giới, chẳng thi thiết thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì tánh của địa giới vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết thánh đế khổ, chẳng thi thiết thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì tánh của thánh đế khổ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết vô minh, chẳng thi thiết hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì tánh của vô minh vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết cái không nội, chẳng thi thiết cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tánh của cái không nội vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết chân như, chẳng thi thiết pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì tánh của chân như vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết bố thí ba la mật đa, chẳng thi thiết tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì tánh của bố thí ba la mật đa vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết bốn tịnh lự, chẳng thi thiết bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì tánh của bốn tịnh lự vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết tám giải thoát, chẳng thi thiết tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì tánh của tám giải thoát vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết bốn niệm trụ, chẳng thi thiết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì tánh của bốn niệm trụ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết pháp môn giải thoát không, chẳng thi thiết pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát không vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết năm loại mắt, chẳng thi thiết sáu phép thần thông. Vì sao? Vì tánh của năm loại mắt vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết mười lực của Phật, chẳng thi thiết bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt,
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tánh của 10 lực Phật vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết pháp không quên mất, chẳng thi thiết tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh của pháp không quên mất vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thi thiết tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết trí nhất thiết, chẳng thi thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết thanh văn thừa, chẳng thi thiết độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì sao? Vì tánh của thanh văn thừa vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết dự lưu, chẳng thi thiết nhất lai bất hoàn a la hán. Vì sao? Vì tánh của dự lưu vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết dự lưu hướng, dự lưu quả, chẳng thi thiết nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả. Vì sao? Vì tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết độc giác, chẳng thi thiết độc giác hướng, độc giác quả. Vì sao? Vì tánh của độc giác vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết đại Bồ Tát, chẳng thi thiết tam miệu tam Phật Đà. Vì sao? Vì tánh của đại Bồ Tát vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết pháp của đại Bồ Tát, chẳng thi thiết quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tánh của pháp đại Bồ Tát vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết bậc cực hỷ, chẳng thi thiết bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sao? Vì tánh của bậc cực hỷ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết pháp của bậc cực hỷ, chẳng thi thiết pháp của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sao? Vì tánh của pháp bậc cực hỷ vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết bậc phàm phu, chẳng thi thiết bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai. Vì sao? Vì tánh của bậc phàm phu vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, chẳng thi thiết pháp của bậc phàm phu, chẳng thi thiết pháp của bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai. Vì sao? Vì tánh của pháp bậc phàm phu vân vân là bất khả thuyết. Trong pháp mà Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết, cũng chẳng thi thiết văn tự ngữ ngôn. Vì sao? Vì tánh của văn tự ngữ ngôn vân vân là bất khả thuyết. Lúc bấy giờ Thiện Hiện biết điều tâm niệm của các thiên tử, liền bảo: đúng vậy, như các ông nghĩ, các pháp cho đến quả vị giác ngộ cao tột, văn tự ngữ ngôn đều chẳng đạt được. Cho nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có người nói, không có người nghe, cũng không có người hiểu. Vì vậy các ông ở trong các pháp nên theo điều đã nói, tu nhẫn kiên cố. Các hữu tình muốn an trụ, muốn chứng đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-La-Hán, cũng nương vào nhẫn này mà được cứu cánh. Các hữu tình muốn an trụ, muốn chứng độc giác, đắc quả giác ngộ, cũng nương vào nhẫn này mà được cứu cánh. Các hữu tình muốn an trụ, muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cần phải nương vào nhẫn này để được cứu cánh. Như vậy, chư thiên tử, các đại Bồ Tát, từ sơ phát tâm cho đến cứu cánh, nên an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô thuyết, vô thính, vô giải, thường siêng năng tu học, chẳng nên xả ly. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ, nay đây Tôn giả Thiện Hiện muốn vì hữu tình nào và thuyết pháp gì? Lúc bấy giờ Thiện Hiện biết điều tâm niệm của các thiên tử, liền bảo với họ: thiên tử nên biết, nay ta muốn vì hữu tình như huyễn, như hóa, như mộng mà thuyết pháp như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì người nghe như vậy, đối với điều đã thuyết, không nghe, không hiểu, không có chỗ chứng. Khi ấy các thiên tử lại hỏi, người nói, người nghe và pháp đã nói đều là việc như huyễn, như hóa, như mộng chăng? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, như các ông đã nói, hữu tình như huyễn, vì đối tượng như huyễn nên thuyết pháp như huyễn, hữu tình như hóa, vì đối tượng như hóa nên thuyết pháp như hóa, hữu tình như mộng, vì đối tượng như mộng nên thuyết pháp như mộng.
Thiên tử nên biết, đã thấy ngã là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của ngã, vân vân, là không. Thiên tử nên biết, đã thấy sắc là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy thọ tưởng hành thức là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của sắc quẩn vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy nhãn xứ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của nhãn xứ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy sắc xứ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của sắc xứ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy nhãn giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của nhãn giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy nhĩ giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của nhĩ giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy tỷ giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của tỷ giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy thiệt giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thiệt giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy thân giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thân giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy ý giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của ý giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy địa giới là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy thủy hỏa phong không thức giới là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của địa giới vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy thánh đế khổ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy thánh đế tập diệt đạo là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thánh đế khổ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy vô minh là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của vô minh vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy cái không nội là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của cái không nội vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy chân như là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của chân như vân vân là không. Hết quyển thứ 81.